Mình chọn khăn cho người lớn tuổi thì không giống như là chọn cho người trẻ mình được đâu chị ạ. Em ơi, bên mình còn hai mẫu khăn này không nhỉ? À dạ có đấy chị ạ. Đây là mẫu khăn lụa vẽ hoa tử đằng và khăn quàng đũi tơ xốp. Chị đợi em một chút em sẽ đi lấy cho chị ạ. Chị ơi, đây là mẫu khăn lụa vẽ hoa tử đằng ạ. Còn khăn quàng đũi tơ xốp chính là cái mẫu này đây chị ạ. Đây ạ. Ừ, chị đang tính chọn quà 20 tháng 10 cho hai bà của chị. Wow. Đều hơn 70 tuổi rồi. Bà nội thì em mặc trẻ trung, sành điệu lắm, toàn mặc váy sáng màu thôi, nên chị tính chọn khăn lụa vẽ này. Còn bà ngoại thì em mặc đơn giản hơn, kiểu truyền thống ý. Chị chọn khăn tơ xốp này em thấy có được không? Dạ em thấy là chị chọn khăn lụa tặng bà nội thì rất là ok rồi. Bà có thể choàng đẹp với lại váy hay là áo dài. Còn cái khăn quàng tơ xốp này thì theo em là chị tặng mẹ hay là người trẻ hơn thì ok. Chứ tặng bà ngoại thì nó sẽ hơi cứng và to đấy ạ. Thế à? Vâng, chị chọn cái dòng khăn lụa mềm nhẹ như thế này cho bà ngoại thì bà quàng sẽ thoải mái hơn đấy ạ. Tại chị thấy khăn này nó giống giống khăn len, có vẻ dễ dùng. Chứ sợ tặng khăn lụa bà không dùng đâu. Mình chọn khăn cho người lớn tuổi thì không giống như là chọn cho người trẻ mình được đâu chị ạ. Bởi vì là như các bà thì sức khỏe đã không còn tốt như thanh niên chúng mình nữa, đặc biệt là về đường hô hấp. Thế nên là điều quan trọng nhất là chị cần chọn cho bà một cái khăn nó mềm mại, nhẹ nhàng và nó không quá dày để bà quàng được thoải mái đấy ạ. Ừ, cũng đúng. Thực ra chị cũng thấy cái khăn này nó hơi to. Lúc đầu chị thấy cái khăn quàng đũi gì 390.000 ấy có vẻ vừa hơn, nhưng chị lại không muốn hai món quà nó chênh lệch nhau quá ấy. À vâng, thực ra thì khăn lụa bà vẫn dùng được hàng ngày đấy chị ạ. Nếu mà bà thường ăn mặc giản dị thì chị có thể chọn cho bà một cái khăn lụa không có họa tiết và có tông màu trầm. Chẳng hạn như là em có cái khăn lụa nhuộm 3 màu tông màu ghi như thế này ạ. Rất là hợp với bà có thể quàng giữ ấm hàng ngày cũng được mà. Hoặc là kết hợp với lại áo dài trong những dịp quan trọng thì cũng được luôn ạ. Thế à, khăn lụa này giặt giũ có phức tạp không? À không phức tạp đâu ạ, chị chỉ cần bảo với bà là mình sũ qua với nước lạnh, sau đó khi phơi thì căng ra phơi trong bồng râm là được ạ. Thế nhỡ bị bẩn thì làm sao? À thế thì mình chỉ cần cho một ít dầu gội hoặc là sữa tắm vào cái vết bẩn đấy và vào nhẹ thôi ạ. Mình chỉ cần là không cho chất tẩy rửa mạnh vào là được thôi ạ. Ừ, thế cũng dễ nhỉ? Vâng ạ, chị chỉ cần bảo với bà là mình bảo quản khăn giống như cái hướng dẫn sử dụng mà bọn em đã gửi kèm ấy thì khăn sẽ bền đẹp, chị yên tâm ạ. Khăn này giá như thế nào? Dạ, khăn nhuộm 3 màu này giá 1.050.000. Nhân dịp 20 tháng 10, Bảo Minh Siêu đang có chương trình giảm 10%, giảm còn 945.000 thôi ạ. À, được giảm giá nữa à? Thế khăn lụa vẽ này có được giảm giá không? Đúng rồi ạ, khăn này giá 1.350.000, giảm còn 1.215.000 đấy chị ạ. Ok, thế chị lấy hai căn này. Vâng ạ. À, bên em có thiệp viết lời chúc không nhỉ? Có đấy ạ, có đầy đủ thiệp và túi hộp sang trọng ạ. Ừ, lấy thiệp cho chị viết luôn nhá. Vâng ạ. Rồi gói khăn đẹp cho chị nhá. Vâng ạ, chị yên tâm ạ.